Xin chào các bạn, đây là bản tin 10 phút cập nhật dành cho các khán giả trẻ đam mê công nghệ kỹ thuật số tại Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem thế giới công nghệ đã có những chuyển động như thế nào trong suốt 24 giờ qua. Xuất hiện thiết bị âm ly giá gần nửa tỷ đồng tại Việt Nam. Cận cảnh ứng dụng công nghệ 3D animation trong sản xuất phim. Trong phần tin quốc tế, xuất hiện trào lưu chụp ảnh tự sướng bằng máy ảnh gắn trên thiết bị bay. Hãng điện thoại Trung Quốc Oppo vừa chính thức đưa lên kệ liên tiếp hai mẫu smartphone mới tại Việt Nam. Một mẫu gây ấn tượng với tính năng kết nối, truyền dữ liệu không dây, còn một mẫu được tung hô là có thể mang lại ảnh chụp lên tới 50 megapixel. Hai mẫu điện thoại được Oppo tung ra tại thị trường Việt Nam là IOIO và Find 7A. IOIO là chiếc smartphone tầm trung có giá gần 5,5 triệu đồng. Điểm nhấn của mẫu điện thoại này là tính năng kết nối không dây Hot Knot, giúp người dùng an toàn hơn trong việc chia sẻ dữ liệu với tốc độ nhanh gấp 5 lần so với Bluetooth. Ngoài màn hình 4,7 inch độ phân giải QHD vi xử lý lõi tứ 1,3 GHz, thiết bị chỉ có camera độ phân giải thấp với phía trước là 2 megapixel và sau là 5 megapixel, pin chỉ có dung lượng 1900 mAh. Trong khi đó, mẫu Oppo Find 7A lại có màn hình Full HD và được bán với mức giá là hơn 10 triệu đồng tại Việt Nam. Cấu hình của máy khá mạnh gồm vi xử lý lõi tứ Snapdragon 801 đạt tốc độ 2,5 GHz, RAM 2GB, camera phía sau 13 megapixel, có thể chụp ảnh đạt độ phân giải lên đến 50 megapixel, pin 2800 mAh và dùng nền tảng Color OS 1.2 được tùy biến từ bản Android 4.3 của Google. Thị trường điện thoại thông minh tại nước ta cũng sắp có thêm một mẫu điện thoại mới gây chú ý, đó là chiếc LG G2 Mini, phiên bản thu gọn của mẫu G2. G2 Mini sẽ được LG chính thức tung ra tại thị trường Việt Nam vào ngày 24 tháng 4 tới với giá khoảng 7,4 triệu đồng. Phiên bản hỗ trợ 2 SIM 2 sóng này có thiết kế tương tự G2 với hệ thống phím cứng sau lưng, nhưng phần nắp lưng của máy có thể tháo rời để gắn SIM, thẻ nhớ và pin. Tuy nhiên, các thông số trên chiếc G2 Mini này đều thua đàn anh với màn hình thu nhỏ còn 4,7 inch, độ phân giải QHD, vi xử lý Snapdragon 400 tốc độ 1,2 GHz, thấp hơn so với G2 với màn hình 5,2 inch Full HD, vi xử lý Snapdragon 800 tốc độ 3,2 GHz. Tấm nền IPS thì được giữ nguyên, camera độ phân giải 8 megapixel, RAM chỉ 1 GB, ROM 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ, pin dung lượng 2440 mAh. Máy cũng được trang bị cổng hồng ngoại cho phép điều khiển các thiết bị ngoại vi khác. Tuy nhiên, với mức giá chính hãng được đưa ra là 7,4 triệu đồng đang còn khiến nhiều tín đồ công nghệ băn khoăn khi cho rằng với mức giá này họ có thể mua nhiều thiết bị hấp dẫn hơn như Xperia M2, thậm chí thêm một chút chi phí là có thể sở hữu HTC One. Còn trên thị trường thiết bị nghe nhìn Việt Nam, đầu tuần này, một mẫu âm ly có giá tới gần nửa tỷ đồng cũng đã chính thức được chào bán. Đó là mẫu âm ly của hãng Constellation Audio đến từ Mỹ. Thiết bị âm thanh này có tên là Ergo Integrated Amplifier, có giá bán chính thức tại Việt Nam là 480 triệu đồng. Đây là một hệ thống giải trí riêng biệt được thiết kế với 4 nguồn vào analog, gồm 2 XLR, 2 RCA, 2 khe cắm tích hợp dành cho USB DAC và các phono. Do đó, chỉ cần kết nối cùng loa hay tai nghe headphone, người dùng đã được một hệ thống đầy đủ để thưởng thức âm nhạc. Constellation Audio nổi tiếng với công nghệ cấu trúc liên kết mạch khuếch đại độc quyền, linh kiện độc đáo, song rất đắt tiền, hướng tới người dùng không quan tâm tới chi phí. Do đó, với tầm giá vài chục nghìn đô la Mỹ trở lên cho mỗi sản phẩm, các thiết bị âm thanh của Constellation khá kén người dùng. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều bộ phim hoạt hình 3D nổi tiếng như Toy Story, Finding Nemo, Frozen hay những bộ phim sử dụng công nghệ dựng hình 3D làm kỹ xảo như Spider-Man, Cướp biển vùng Caribe. Còn tại Việt Nam, công nghệ ứng dụng 3D vào làm phim điện ảnh, phim hoạt hình vẫn chưa thực sự phát triển. Tuy nhiên, công nghệ này lại đang được khá nhiều học viên đồ họa quan tâm, cũng như các cơ sở đào tạo cũng đang dần dần bắt kịp với xu hướng của thế giới. Đây là một trích đoạn trong bộ phim hoạt hình 3D Dưới bóng cây, được đánh giá khá cao tại Việt Nam. Có thể thấy, bộ phim hoạt hình 3D cho khán giả một trải nghiệm hình ảnh đẹp và có chiều sâu hơn những bộ phim 2D rất nhiều. Mặc dù vậy, những động tác, biểu cảm của nhân vật hoạt hình 3D lại khó có được sự tự nhiên. Bởi nếu như phim hoạt hình 2D chỉ cần vẽ tay bằng bút chì, thì một tác phẩm 3D lại cần trải qua rất nhiều công đoạn, mà khó nhất là dựng khung hình, tạo chuyển động cho nhân vật. 3D thì chúng ta sẽ có một cái khung xương cho nhân vật và dựa vào đó người ta sẽ điều khiển nó giống như con rối. Giống như bạn tưởng tượng nhân vật giống như con rối và người diễn chỉ việc là đặt ra các cái khớp, tạo ra cái chuyển động thôi. Chúng ta sẽ
phải đưa ra những cái ý tưởng này, đưa ra những cái concept của nhân vật này, rồi về âm thanh, rồi về những cái kịch bản động. Sau đó thì đưa vào quá trình sản xuất. Thì sản xuất chúng ta có thể là phải đầu tiên chúng ta phải dựng hình. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hệ thống xương cho nhân vật và sau đó đủ khả năng để và diễn hoạt được. Nhiều người cho rằng 3D animation chỉ được ứng dụng vào game hay phim hoạt hình. Tuy nhiên khi tận mắt chứng kiến quá trình tạo ra nhân vật trong bộ phim Cướp biển Caribe như thế này, nhiều bạn học viên trẻ thấy vô cùng thích thú. Để tạo ra những chiếc xúc tua cho nhân vật này, nhà sản xuất phim đã sử dụng 3D animation để tạo hình, tạo khung khuôn mặt của nhân vật, đồng thời tạo chuyển động cho những chiếc xúc tua, tạo ra một cảm giác rất chân thực. Mà nếu như không được xem quá trình thực hiện, người xem không hề biết rằng hình ảnh này đã qua kỹ xảo. Tuy nhiên, ứng dụng 3D animation vào phim ảnh hay sử dụng 3D animation để dựng phim hoạt hình tại Việt Nam vẫn chưa thực sự được đầu tư lớn. So sánh những tác phẩm 3D của nước ngoài như thế này, có thể thấy rõ 3D animation tại Việt Nam vẫn còn khá cứng nhắc và chưa thực sự tạo cảm giác thực cho người xem. Thực ra mình quyết định học cái trường online ở Mỹ là để phát triển về cái hoạt hình nó tốt hơn. Đó, tại vì thực ra như Việt Nam làm đôi khi người ta làm nó hay khuynh hướng là tự phát, tự kiểu chỉ cần có xương ấy, nắn theo cái cảm giác của người ta. Nhưng thực ra khi mình học ở bên kia thì cái 3D animation thực ra nó dựa vào theo cái 2D. Mà hoạt hình 2D thực ra có truyền thống từ những năm 30 cái thứ rồi. Đó, năm ra nó chúng ta cần phải nghiên cứu những cái đó. Nhìn vào những gương mặt trẻ đang chăm chú lắng nghe diễn giải về 3D animation như thế này, có thể thấy công nghệ này đang thu hút được khá đông các bạn trẻ tại Việt Nam và những cơ sở đào tạo cũng đang có hướng đi mạnh mẽ hơn trong việc đào tạo về công nghệ 3D animation. Chúng tôi đã sử dụng các cái, đã tham khảo rất nhiều các cái chương trình về animation của thế giới và cũng dựa trên cái tình hình thực tế của Việt Nam thì chúng tôi đưa ra cái chương trình 3D animation theo cái vừa tiếp cận được với cái trình độ của quốc tế cũng như là vừa phù hợp với nhu cầu thực tế của Việt Nam. Cho tới thời điểm này, đã có khá nhiều bộ phim hoạt hình ngắn sản xuất bằng 3D animation ra đời tại Việt Nam. Trong số đó phải kể đến bộ phim hoạt hình ra mắt đầu năm nay, Đuôi của Thần Lằn, của họa sĩ 3D Trịnh Lâm Tùng, người đã từng đạt giải Cánh Diều Vàng 2012 cho bộ phim hoạt hình 3D Càng To Càng Nhỏ đã ra đời trước đó. Mặc dù hình ảnh đồ họa của tác phẩm sau có sự đầu tư kỹ lưỡng hơn, đẹp mắt hơn tác phẩm trước, bộ phim cũng nhận được lời khen của đông đảo người xem. Thế nhưng để đạt được trình độ như những tác phẩm trên thế giới, 3D animation tại Việt Nam vẫn cần nhiều thời gian hơn nữa. Các công tố viên điều tra thảm họa chìm phà của Hàn Quốc đang sử dụng một dịch vụ nhắn tin qua di động phổ biến nhằm tái hiện những giây phút cuối cùng của hàng trăm nạn nhân. Trong khi điều tra về cách thức xử lý và thời gian thủy thủ đoàn tiến hành sơ tán nếu có, các điều tra viên đã thu thập được một lượng lớn dữ liệu bao gồm các đoạn tin nhắn được ghi lại từ ứng dụng nhắn tin KakaoTalk nhằm tìm hiểu về những giây phút cuối cùng của chuyến phà chìm. Ngoài ra, họ cũng đã thu thập chi tiết các cuộc gọi điện thoại của đội thuyền viên. Hàn Quốc hiện có 37 triệu người sở hữu điện thoại thông minh trên tổng số dân 50 triệu người và gần 90% trong số này sử dụng ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất ở Hàn Quốc là KakaoTalk. Theo một nghiên cứu mới đây của phòng nghiên cứu Search Laboratory, phần lớn người dân Anh tin tưởng công cụ tìm kiếm của Google hơn cả người thân trong gia đình hay bạn bè. Cụ thể, hơn một nửa người lớn và 77% người trong độ tuổi từ 18 đến 24 ở Anh tin rằng kết quả tìm kiếm trên Google chính xác hơn thông tin từ người thân. Người ta thường xuyên dùng Google để xác minh thông tin hơn là hỏi ý kiến bạn bè hay theo dõi truyền thông xã hội. Cũng theo khảo sát, phụ nữ có xu hướng tin tưởng Google hơn đàn ông, mặc dù đàn ông tìm kiếm Google thường xuyên hơn phụ nữ. Ở Anh, Google được coi như một nhà thông thái và những cuộc tranh luận thường được kết thúc bằng kết quả tìm kiếm trên mạng. Tiếp tục là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Theo nguồn tin từ trang Nokia Power User, sau khi hoàn tất hợp đồng thâu tóm Nokia vào cuối tháng 4 này, hãng phần mềm Mỹ Microsoft sẽ đổi tên bộ phận sản xuất di động của Nokia thành Microsoft Mobile Oy. Từ Oy trong tiếng Phần Lan đồng nghĩa với từ LTD có nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn trong tiếng Anh. Bộ phận này sẽ tiếp tục đặt trụ sở ở Phần Lan và chịu trách nhiệm sản xuất kinh doanh thiết bị di động cho Microsoft. Dù đổi tên song các điều khoản thỏa thuận của Nokia với các nhà cung cấp sẽ vẫn được giữ nguyên như cũ.
với tên mã Chestita, phiên bản hệ điều hành Ubuntu 14.04 LTS không chỉ là bản nâng cấp bảo mật và tính năng mới dành cho máy tính để bàn cá nhân và máy chủ, mà còn là phiên bản đầu tiên của hệ điều hành này có thể chạy ổn định trên các máy tính bảng, cũng như hỗ trợ màn hình cảm ứng và màn hình hiển thị với độ phân giải cao. Được biết, trong năm nay, thị trường sẽ đón nhận một số mẫu máy tính bảng thương mại được cài sẵn hệ điều hành Ubuntu 14.04 LTS và người dùng hiện đã có thể tải về miễn phí phiên bản này từ trang chủ của hãng Canonical. Trào lưu dùng điện thoại tự chụp ảnh rồi tải lên mạng hay còn gọi là selfie sắp trở nên lỗi thời, và thay vào đó là trào lưu drone, tức là chụp ảnh tự sướng bằng máy ảnh gắn trên thiết bị bay. Amit Gupta, ông chủ hiệu phụ kiện nhiếp ảnh PhotoJojo và nhà báo chuyên về mảng công nghệ Nick Binton của tờ The New York Times ở Mỹ, đã dùng thiết bị bay DJI Phantom để chụp các bức ảnh dạng này trên đỉnh đồi Burner ở San Francisco, Mỹ. Để có được những hình ảnh ấn tượng, họ kích hoạt cảm biến GPS của thiết bị bay trước khi cất cánh, cho phép thiết bị xác định được vị trí của người chụp khi ở trên không. Theo ông Binton, ông cứ điều khiển thiết bị bay dừng trước mặt trong khoảng 10 giây rồi chỉnh nó lùi lại và lấy tiêu cự, sau đó thử chụp vài lần cho đến khi được tấm ảnh đẹp nhất. Những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin 10 phút cập nhật ngày 21 tháng 4 năm 2014. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.